chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận được một cái main tivi ở trên mạng gửi về các bạn nhỉ. Đấy. Cái này thì mình nói rất là nhiều lần rồi. Nhất là gửi về các bạn phải bọc vào cẩn thận, các bạn nhìn thấy không? Nó bọc mỏng thế này và là không chắc chắn này, thế đâm ra nó đè này. Về cong hết luôn. Mà lại không để lại số điện thoại. Không để lại số điện thoại nha. Đấy, thành ra là của bác nào sau liên hệ lại để mình xử lý nhé. Cái này cũng chưa giả cước luôn nhé. Bùi Xuân Diễn này, Bình Phước. Đấy. Cái này là chưa giả cước, 31.000 cước mà lại để hàng kiểu này. Tất cả các hàng gửi cho mình thì tất cả các bạn lưu ý nhé. Bây giờ thì mình đang chuyển sang là chuyên mảng TV. Thành ra là khi các bạn gửi các bo TV nó rất là mỏng các bạn thấy không ạ. Rất là mỏng như này thì các bạn phải đóng gói cẩn thận cho mình. Đây này. Bạn phải đóng gói cẩn thận cho mình và phải cho mình cái số điện thoại, thông tin bên trong, địa chỉ đầy đủ. Thế còn nếu mà các bạn để kiểu này thì mình không biết là của ai. Và cái bên này không biết liệu có còn cứu được không, bởi vì các bạn nhìn này. Cái này nhìn đây thôi chứ còn bên ngoài thì nó cong lắm. Cong kinh khủng luôn. Cong gập hẳn luôn đấy. Rồi, có bác nào thì cho liên hệ lại mình nhé.